Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ. Chào tất cả mọi người nhé. Buổi chiều ngày nay thì hai chị em lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em. Vâng. Cho Hoàng Dung và đồng thiệp gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem bên sân máy Hoàng Kiên nhé. Vâng. Cho hai chị em một nút chia sẻ anh em nhé. Dạ vâng. Đấy, những cái dòng xe mới về. Đấy, những dòng SH1. Xe. Rồi, SH1. Rất là vừa tầm tiền cho các chị em đi trong giai đoạn mùa thu đẹp rồi. Đấy. Vâng. Và một chiếc Win. Win. Đẹp anh em nhé. Lâu lắm rồi em mới có một chiếc Win đẹp. Mộc đồ đẹp rất là... cũng là hot hit đấy, rất nhiều các khách hàng đang hỏi Win và săn lùng Win, có thể chú ý đón xem. Không quên giới thiệu nhá, một siêu phẩm quê Thái, hàng quê Thái 110. Rồi. Hiếm có khó tìm, chính chủ cạnh nhà giám đốc em vừa mới xuất ra. Đấy, hàng gọi như xe của bác chủ cạnh nhà chỗ Sơn Zin máy Zin anh em nhá. Một chiếc quê Thái 110 Sơn Zin máy Zin anh chắc. Em. Đón một rất xíu. Là đẹp. Một The Gym 201, hàng đi ăn đi làm, hơn 15 vâng. triệu thôi. Rất phù hợp cho những bác nào có nhu cầu chọn một chiếc Gym Việt. Vâng, một chiếc A-Bled nha anh em nhá, bản LED ạ, màu đỏ đen. Đời 2017-18 nhá mọi người nhá. Đấy, những cái dòng xe bản LED. Đấy, những chiếc xe mới về. WA-2018, bản màu xanh dương, hai lốp còn Gym, chủ đi rất là ít và giữ. Đấy, giá em bán có hơn 13 triệu thôi, nếu anh em có nhu cầu có thể đón xem. Vâng, những chiếc Liberty anh em nhá, bản IE đời 2011-2012, hàng màu đen vừa mới về ạ. Không cần phải đầu tư dọn nhiều đâu ạ, giá có hơn 8 triệu thôi, rất phù hợp cho những khách hàng nào có nhu cầu chọn cái tầm Liberty đẹp. Rồi, những chiếc da nớt dành cho các tất cả các anh đáng nhỏ nhỏ xinh xinh là đi rất là đẹp nha mọi người nhá. Đây, những chiếc và xe một Silas 2023, hàng của 2023, một mẫu của 2023. Nếu anh em nào có nhu cầu có thể cùng xem và ngắm một cái mẫu mới của Silas bản vành nan thanh cơ. Đấy. Giá cũng hợp lý lắm ạ. Hai chị em mình giới thiệu chiếc quay Thái đầu tiên đi cho anh em ngắm cho sướng. Sơn Zin máy Zin nhá, dành cho anh em thực sự đam mê, anh em miền Nam rất là thích. Thật sự là rất là thích những cái dòng quay Thái 110 này. Nhấn mạnh cái đầu bò. Không đi. Rồi, xin cho anh em đấy. Ngắm qua cái hàng đầu bò. Ừ. Đầu bò đẹp nhỉ. Em bật flash cho anh em cùng ngắm nhá. Đây. Gọi là mốc khô đấy, luôn. Xanh luôn anh xanh nhá. Chuẩn nét, gọn cờ dựng ngược. Anh em có thể kiểm tra kỹ. Đúng ạ. Em bốc. Sơn gì, máy Zin anh em nhá. Rồi, đấy. Đây còn về mũ và sơn. Đầu ốc nha anh em, vuông. Càng đều. Rồi. Sơn này, anh em nhìn sơn nhũ này. Tem vẫn Zin. Đấy, tem vẫn Zin theo xe. Da máy đẹp nha anh em nhá. Da máy từ 2000. Quay Thái 2000. Đấy. Đấy anh em nhìn này, đồ đàn này, đánh bánh tam nan, hộp xích. Vẫn còn đẹp anh em nhá. Con này chỉ cần tẩy rửa một xíu là ok này. Đấy, tam nan nó đều theo xe, tại cái này nó bẩn. Đúng rồi, tam thái sau nó hơi chì là đúng rồi. Rồi. Biển 29L, đây 2000 nha anh em nhá. Rồi cho em một vòng bên này cho anh em cùng ngắm, anh bật flash đây. Đấy, đây anh em nhìn này, bô này. Bô to nhá. Đấy, càng rất là đẹp. Wow. Sơn Zin, máy Zin, tem vẫn còn Zin, tem thái vẫn còn Zin này, ra máy này. Đấy anh quay luôn ra máy cho em nhìn ra máy. Cờ anh quay bên này, cờ cho em bên này. Đấy, anh em thực sự đam mê những cái dòng quay Thái 110 thì làm cho em con này. Đẹp anh em nhá, giá cũng tình yêu thương đấy. Đều là nguyên bản, đây anh em xem cái đồ sần này. Hàng đồ ok sần. Bố coupon, chờ mình chút xíu. Yên này, da yên này. Đây anh em nhìn. Này, đấy. Nắp bình xăng nó vẫn còn thế này, đây là bẩn anh em nhá. Anh em chỉ đây là mọi người nhìn cái tay em này. Đấy, chỉ cần rửa sạch sẽ là con này sẽ ok nha mọi người nhá. Rồi. Đấy, một chiếc mộc nhá, từ cái yếm anh em ạ, bên trong nó có một lớp. Đấy, nếu anh em nào chú ý có thể kiểm tra cái yếm Thái này. Đấy để chú ý, bên trong có một lớp nẹp nhựa. Hàng chuẩn vừa Thái. Vừa quay đầu quay đầu bò Zin con cờ dựng ngược, máy đang nổ đấy. Luôn. Từ đấy. Cái gương này, chủ giữ này, anh em rất là đẹp. Và trong đồ thật. Ôi. Giá bán cho anh em mình là 38 triệu. Một chiếc quay Thái, máy Zin, sơn Zin, hàng đẹp chất dành cho những anh em có nhu cầu chọn những hàng quay Thái. Cũng không có nhiều quay Thái đẹp anh em nhá. Đèn vuông này. Phải thực sự đam mê cái dòng quay Thái này, nó là 110. Dành cho anh em miền Nam cực kỳ là thích những cái dòng 110 đời này. Thực sự anh em miền Nam rất là thích. Rồi. Miền Bắc cũng rất là thích, nhưng để mà nói độ thích của miền Nam hay miền Bắc thì rất là nhiều anh em miền trong miền Nam. Đấy anh em nào thợ buôn mà nhìn xe này mà vừa ưng vừa tiền, 38 triệu đồng dành cho anh em nào thực sự đam mê quay Thái sơn Zin máy Zin. Vừa mới mua về mộc từ nhà chủ chuyển qua đây luôn, ngay ở trong ngõ Y Cao 260 chuyển ra đây, chưa có rửa dọn gì đâu. Chưa nếu anh em nào mà lấy về có thể là dọn qua lên là nhìn nó sáng ngay ấy mà. Đúng tất rồi. Cả những cái đồ này nó đều là mộc đây. Đây anh em quay cho em cái mặt trên này anh em này, 2000 nha anh em nhé. Đây anh em nhìn từ những cái tay nắm tay cầm này anh em nhìn này, đấy kim này.
Cái này phải thực sự anh em mà đam mê cơ. Nhưng mà anh em 38 muốn... triệu đồng cũng không phải là đắt nha anh em nhé. Đấy có những con xe hôm trước mua anh em toàn 6, 5, 6, 7 chục bình thường đúng không? Rồi em chào anh Lê Cường. Anh Lê Cường chào hai MC. Ok em chào tất cả anh chị em. Anh em mới vào chào anh chia sẻ nhé. Bố Cubon lên sóng em xem được không? Vâng anh em đang lên Vision. Anh đang bỏ con Vision. À ok. Chút nữa anh em nhé, chút nữa em sẽ ở bên bếp đỏ, chị Dung ở bên bếp xanh nhá. Ờ ok. Đây. Tất cả các anh em đang có nhu cầu có thể like hoặc chia sẻ cho hai chị em một phát cho nó rực rỡ nhỉ. Rồi. Một chiếc SH1 màu xanh rồi. Tím đời 2014 mà đã được dọn dẹp sạch sẽ ngon lành cho anh em rồi. Đấy, anh cho em xin một vòng. 2014 nha anh em nhá. Đây anh em từ 2014 anh em nhìn ốc trục cũng đẹp, sơn này. Sơn zin, anh em nhìn độ sần này. 2014, ai năm sản xuất 2014. Anh em cứ nhìn cái sần này nó đẹp như này. Đấy. Không đâm đụng đổ vỡ nha anh em nhá, không đâm đụng, không gì cả thì nó sẽ cân bằng tất cả như này. Đấy, nút cái tay nút này đẹp không? 2014. Rồi. Rồi cho em một vòng bên này. Đấy. Ra máy vẫn còn zin nha anh em nhá. Anh em nhìn những cái ốc này. À. Biển số 29H đây, tất cả những anh em 2014. 2014 mà anh em nhìn những cái sần này nó đã đẹp như này rồi đúng không ạ? Rồi cho em tất bên này cho em. SH1 anh em nhá, màu xanh tím. Máy ngon lành cành đào. Được dọn sạch sẽ hết rồi. Đấy anh em. Máy của SH1 125 nó là dòng máy gần như là chắc và chất dành cho anh chị em đi hợp lý nhất với cái phân khúc hợp lý tiền, chính xác là hợp lý tiền. Với cái tầm hơn 30 anh em lựa chọn SH1 là một chị em đi là rất là phù hợp luôn, không cần phải sang những cái dòng xe màu xanh tím lại cao. Dành cho anh em đi ok mọi người nhá. 34 triệu cho một chiếc SH1 đã dọn dẹp xong xuôi anh em nhá. Từ những cái tay nắm này, cái cùi này, bên em đều đã gọi là spa. Đấy. Đẹp là đẹp từ đồ sần. Anh em có thể kiểm tra từ cái đồ sần từ của đồ xe sần. Là đồ nguyên bản. Sạch xe. Đấy, đẹp đẽ hết rồi. Máy móc ngon lành, lòng máy lâu móc yên lâu. Tay sách phớt tỉa lại. Oppo có lướt tỉa. Đấy là những cái vị trí bên em có spa. Ok anh Zubi. 34 triệu một chiếc SH1 2014 biển Hà Nội 29H1 46530. Rồi. Hàng đã dọn dẹp xong, chị em nào có nhu cầu chọn những mẫu xe đi chơi Tết tầm này đúng không? Ngắm dần, chọn dần, lựa chọn những mẫu này là rất là hợp lý. Vì máy thì là máy zin, chất bảo hành máy đầy đủ cho các anh chị em đi rồi. Nên các anh em chị em cứ lựa chọn mẫu nào mà mình có nhu cầu thích. Màu xanh tím than nhá, màu đẹp, màu xanh cửu long. Màu xanh cửu long. Hợp lý. Rồi, tiếp theo một chiếc xe Win nhá anh em nhá. Win 100, đầu máy 103, 997 rồi, hàng Win đời chót đẹp anh em xem, càng zin đẹp chưa? Cái càng zin này, cái chân nan này anh em có thể xem rất là sáng, cái độ trì đẹp. Rồi, đồ từ cái gầu gáo này nhìn nó vẫn rất là sáng anh em nhé. Đồ inox này, hai mặt đồng hồ này, đây cái mặt nó có Honda nhá, mặt xịn đấy, mua mặt rời này anh em ạ. Mặt lô có rất nhiều, em cũng thật ra là em cũng đang đặt một cái mặt lô cho một anh khách có nhu cầu đấy. Rẻ thôi nhưng mặt xịn này nó khó tìm lại còn đắt cơ. Đây, rồi, nổ cho anh em nghe nhá, chiếc xe Win là cái máy móc nào bây giờ rất thích ở phát phát một đúng không? Một chiếc xe Win Indo anh em nhá. Đấy, đồ vẫn còn đều đều. Này mới về đúng không? Rồi, mới về. Mới về, một chiếc xe Win Indo, Win 100. 97, 31662. Đấy, yên này vẫn còn của xe này, anh em này. Đấy, đồ này, bình cốp này, tem vắt này, đúng không ạ? Đấy. Em led Thái em đang không còn nha anh nhá. À, led Thái dạo này em... Có một chiếc thì thực ra là vừa mới về, nhưng có anh ấy đặt cọc ngay rồi. Anh ấy cũng đang đến để đổi chiếc quay Thái của anh ấy, chắc là... Rồi, đầu bò ấn tượng, cái đầu bò đẹp, hai cái càng đẹp, đôi ra máy ok, đồ đạc vuông vắn, một chiếc Win 100 đẹp anh em nhá, gầu gáo bình quốc ok hết, hàng cũng là máy vẫn đang nổ rồi, máy vẫn đang nổ. Cần giá bán cho anh em mình là 35 triệu, hàng Win 100 đời đầu máy 103 luôn, đấy là đời cao tem vắt, hàng chất. Anh quay cho em lại cái đầu bò này, đẹp lắm anh em ạ. Đây, anh em nhìn đầu bò này. Một chiếc xe Win ba giá trị 35 triệu đồng, anh em nhìn đầu bò này, ngoài nó trông nó còn đẹp hơn hiện tại bây giờ này. Ánh đèn flash trông vàng thôi, trắng mắt nha anh em nhé. Đấy, 35 triệu một chiếc xe Win Indo. Anh em là thực sự rất là nhiều anh em hỏi xe Win với nhà em, lâu lâu về được một con. Không nhiều hiện đâu. Hiện tại thì em cũng chỉ còn hai chiếc, một chiếc trong nhà là 15 triệu 800. Hàng là hàng gọi là giật gom, đây là hàng zin đẹp, anh em phân biệt cho em. Hàng zin đẹp nó có giá nhất định 35 triệu từ cái chim vàng hai càng đúng không ạ? Đây, Meyer bát trục vành này, nhìn nó đều này, chân chỉ này, rất là đẹp luôn. Ablet bạc đời 2010-2021 có không anh? Có ạ. Biển Hà Nội, anh Ablet bảo 2020-2021 bên em có đầy đủ hết cho anh em. Riêng hàng led là hàng gọi là mặt hàng chiến lược rồi, nên bên em sẽ sắp xếp đầy đủ. Có led Thái thì nó sẽ là đều đặn, không đều được thôi.
35 triệu đồng nha anh em nhá. Một chiếc Winindo 100. Đấy anh em nào máy thì ngon lành cành đào hết cho anh em. Tùng Bách Lê, chị Dung đi xe này thì đẹp lắm. cũng phải thực tế thì mới phân biệt được đẹp hay không chị anh ạ. Đấy, hôm nào em tập là em tập xe xin son, anh Kiên anh dạy em đi xe xin son sẽ tích. Để cho chị làm quả win chạy phố Hà Nội này chắc cũng có cái độ hot nhất định, nhất là mặc váy mặc zip thì thôi gọi là miễn chê rồi đúng không ạ. Đấy, mùa thu Hà Nội làm quả này đèo lại đèo anh nào đằng sau nữa thì lại còn chất nữa. Người ta chả đèo mình thôi, mình đèo gì người ta. Rồi. Làm chiếc Zim 201 này vừa mới mua của một ông anh khách cũng quen. Cho xuống em ạ. Được chiếc nào đẹp đẹp mà nó vừa vừa thì ông cũng hay chuyển lên cho bên em. Hàng Zim 201 tầm tiền hợp lý. Bố phải chăng? Bố Kiên phải chờ mình một tí nhá để mình bảo với lại Đức. Rồi. Mộc mạc bán bộ luôn cho anh em mình. Dạ. Bỏ chung ra xe cho. Rồi. Rồi một chiếc Dream Việt Nam nha anh em nhá. Có độ mộc nhất định, cũng gọn rồi, hai càng sơn tỉa. Meyer bát vành trước là có sự đây cái này là vẫn còn này, hai càng là sơn tỉa này. Vành nan còn, chân nan hơi đuối. Vành Goshi vành trước là thay rồi, vành trước thay rồi. Đây. Đầu bò nhìn anh em nhìn đầu bò khô ráo đúng không? Vuông vắn, máy chạm nhưng mà nó là khô ráo, xe máy căng. Đấy, lườn lóc ok, gầm thủng. Đấy em báo cáo tình trạng xe để anh em cùng nắm bắt. Tình trạng là tương đối. Rồi. Ok nhá, đây là cho em vòng bên này rồi. Tiếp theo, hiện tại là Dream Việt Nam đã 2000. 2001. Lên quả tem Thái rồi. Đấy, máy móc ngon lành, được cái máy chạm nhưng mà nó còn chất căng, anh em nhá, làm căng. Nắp bình xăng cũng ok, chỉ có gầm thôi. Đúng rồi, là được. Biển Hà Nội đấy anh em. Nắp bình xăng nhìn vẫn ok. Bật cái gầm nhá, là nó sẽ hơi còn tai lườn này, anh em nhìn từ các cái ốc 10, ốc 8 này vẫn còn nguyên ngon hết. Đấy, chắc chắn. Rồi. Yên áo ok. Đây em quay tiếp vào bên này, lườn nhá, lườn này anh em nhìn cái lườn này, tán nhìn nó vẫn rất là đều. Rồi. Máy đấy. Ok, anh Bình An đang xin giá. Mất cái kính, nếu anh em có nhu cầu dọn hay về đầu tư thì thay cái kính này thì nó cũng đơn giản thôi. Em vừa mới nhập về bán ra cho anh em mình là 16 triệu một chiếc Zim 2001 biển Hà Nội. Đấy, nhìn nó vuông vắn, tầm tiền hợp lý, thu trước thu sau cứng cáp. Vừa lai hàng vừa đi lại hay là vận chuyển chơi 16 triệu đồng nha anh em nhá. Một chiếc Dream Việt Nam đời đầu. Đấy, nhìn đời 2000. Chắc chắn 2001. Cái máy người ta gọi là Dream Việt máy lồi đấy ạ, đúng không ạ? Thì cái đời này nhiều khách hàng chơi lại thấy chạy là nó hay. Đấy, máy nó thích, hồi côn nó bé, nghe nó cũng hợp lý. Rồi, mở cái hết rồi. Đấy, nhìn rồi nó chắc chắn. Ngắm quả ấy chưa? Rồi, đầu bò khô ráo. 16 triệu anh em ạ. Nhược điểm nhá. Mất hai cái pha này. Chắc là cần đánh hoặc là cái kính thôi và cái mặt này. Anh Bình An, được anh ơi, được làm lại biển thoải mái. Anh thích làm biển biển đẹp đúng không anh? Các cái Meyer nhá, nhìn nó rất đều đấy các anh em. Meyer này, chân nan này, càng cái sơn rồi đấy. Meyer sau cũng thế, nhìn nó không có bị rỉ, bị hoen ố hoặc là vấn đề gì. Rồi, Blade 2011 đẹp không anh Thiệp? 2011 đẹp. Chắc là anh hỏi đời FI nhỉ, chứ còn nếu mà đời gọi là 6 nan ấy mà nẹp mạng inox đúng không ạ? Hiện tại thì em còn hàng bình thường thôi, còn nếu anh lấy cái đời đầu to thì lại còn to thì nhiều. Còn. Đời đầu to thì giá nó lại hợp lý, nó tầm 13 14 thôi là nó hàng đẹp rồi. Máy ngon nhỉ, con này chỉ máy cần được, thay nguyên cái mặt trên. 16 triệu, chưa bao giờ. Quay nguyên cái mặt trên này là ok nhá, cái mặt này nó kiểu nó thời gian theo thời gian ấy nó nứt nó dạn ra bình thường nha mọi người nhá. 16 triệu đồng một chiếc đó đi Việt Nam. Nó là hàng vuông vắn rồi, nó là sẵn rồi, anh em lấy về đi luôn cũng không phải đầu tư nhiều lắm đúng không ạ? Rồi, đấy, những chiếc xe VA biển 36 đời 2018. Một chiếc là máy zin sơn zin, trực tiếp hôm qua em mua của chính chủ anh em nhá. Chạy 1200 cây, chạy 1200 cây chuẩn. Chiếc 7000 cây là chiếc lốp còn zin đời 2018. Trực tiếp em mua, lốp còn zin anh em có thể kiểm tra lốp hoặc là đây em kiểm tra luôn thì chiếc nó nhá. Lốp còn zin theo xe anh em nhá. Lốp còn zin 2018 em. Đầu bò zin, lốp zin theo xe 2018 em kiểm tra rồi. Vâng, đấy anh em quay cho em một vòng để anh em ngắm chiếc sơn xe quay. Bóc ni lông cả xe. Đây anh em có thể kiểm qua một cái lớp bong chóc thì bên trong là zin này. Tem này tem nguyên bản của nhà máy này. Bóc ni lông ở bên trong này vẫn chưa bóc hết đây này. Vẫn còn ni lông trong kẽ này, vẫn đang bóc rửa đấy. Ra máy zin nguyên bản để chân. Rồi. Dream 18 này. Quay. Lốp sau 2018. Quay 2018 anh em nhé, biển 36D này. Đấy, 54409. Một vòng cho em bên này đã được dọn sạch sẽ rồi. Dọn là nhà em hiện tại dọn là chỉ cần rửa rồi đánh xi này. Đấy, bóc ni lông, chiếc này thực tế là dán ni lông và em bóc ra. Đây em bóc ni lông cả xe. Chỉ đạo anh em bóc, đồ gì nó chạy 1 vạn 2 chuẩn. Trần Văn Nhật vừa qua cửa hàng bác nhiều xe quá. Cảm ơn anh rất là nhiều, anh mua được xe gì không anh? Đây, hàng đều là nguyên bản hết. Rồi, mua em xong là 11 triệu rồi, cộng cho anh em mình 1.8 triệu. Giá cũng hợp lý đúng không?
11 triệu cộng triệu 8, tức là 12 triệu 800. Chạy có vạn 2. Giá này là rất hợp lý các anh em nhá, với cái phân khúc cầm tiền hơn 12 triệu để chọn một chiếc VA hơn 1 vạn, không phải lúc nào cũng sẵn có. Đây là em bán xe thật sự là em cũng phải trao đổi với anh em như thế. Mình cũng phải lấy những cái xe đời 2020, 21 mới chạy hơn vạn, lốp còn và dày. Lốp còn và dày, anh em nhớ cho em. Anh Trọng Lê ơi, cái con Dream vừa xong em like ấy, 16 triệu nha anh nhá. Con đấy Dream Việt Nam. Lốp 2018 nó là chui vào kẽ này nó ra hơi khó nhìn. Rồi, 18. Lốp 18 mà còn dày như này anh em nhìn được đấy. Vạn 2 chuẩn em mua trực tiếp của chính chủ mà cái pha này nó nguyên bản luôn. Xe rất là đẹp. Vạn 2 chuẩn anh em nhá. Đây anh em Thiệp là người trực tiếp mua xe này luôn. Một đời 2018. Rất hợp lý các anh ạ. Vạn 8 xếp từ cái cổ vô nhá. Lốp còn zin theo xe. Cổ vô. Đấy. Sơn cổ vô zin. Đấy, nó xanh như này đẹp này. Ốc treo máy, máy vẫn đang nổ ra máy nguyên bản. Anh Thoại kỳ kiêng 10 triệu. Khó anh ạ, tại vì nếu em bán cho anh 10 có nghĩa em mua khoảng 8. Bây giờ dân họ không bán. Đấy. Cũng vẻ vằng co với dân mà cũng làm sao để cho anh ấy có sự tin tưởng anh ấy bán cái giá hợp lý. Bọn em còn muốn bán rẻ lắm anh em ạ, nhiều khi phải cân đối mà giá tốt nhất có thể để cho anh em ấy, tại vì bọn em ạ. Đúng rồi, live trực tiếp nên là giá cực kỳ phải yêu thương cho anh em mới theo dõi mới xem đúng không ạ? Rồi. Nên nhiều khi cũng khó anh em, bọn em mặc cả không mặc cả nhiều đâu, gọi là ra lộc một tí cho lấy may thôi. Rồi một chiếc xe Vision đây. Anh em đang hỏi em Vision 2015 nha anh em nhá. Đấy, 2015 biển 88 Vĩnh Phúc. Màu xanh tím ạ. Đấy. Đời là đời 2014 nó đăng ký 2015 cho em một vòng đi. Thực ra con này máy rất ngon nhá mà giá cực kỳ 19 triệu thôi. Tầm này hôm nay thì 19 triệu thôi. Buổi trước like 19.3 nhưng hôm nay em like 19 thôi. Đấy thôi cứ xuống. Rồi, giá yêu thương đã luôn. Lại là xuống giá hợp lý. Giá hợp lý vô cùng với cái tầm hơn dưới 20 triệu để chọn một mẫu Vision Form của Form mới. Gọi là Form đời chung. Qua Form đời đầu là Form đời chung. Đây gọi là Vision Form đời chung. Không phải lúc nào cũng có. Anh em xác định cho em. Đấy với cái giá 19 triệu. À. Dọn dẹp ngon lành hết rồi. Anh em, chị em là chính xác nhất. Đi học Hà Nội cần một cái xe tiết kiệm xăng, vừa nhỏ nhỏ xinh xinh đúng không? Đồ đạc thay dễ thay rẻ, cân đối cho em Vision. Đấy chị Dung ngồi rất là ok đấy, nhìn đúng không? Đấy, đúng không? Nó vừa mới không người anh em ạ. Rồi nó vừa nhỏ nhỏ xinh xinh anh em nhá, mà giá cực kỳ yêu thương luôn. Áo sơ mi trắng triệu đồng một chiếc ấy đâu. Xinh rồi. Rồi. Đời cao hơn đi anh bố Cubin. Đức ơi, cho chị vài con Vision đời cao cho Đức, anh bố Cubin anh ấy ngắm cái nhá. Đi trước nhá. Ờ. Về đi. Còn tiến hành rõ. Rồi. Em mua trước đi 2011. Ừ. Hàng là một chưa dọn đẹp gì. Nhược điểm của xe gồm có cái tay phanh hơi cong đây. Rồi. Dạ. Mặt kính hơi hay là xong đúng không? Hơi tối. Ok anh Thu Anh. Ba vị trí nhá. Còn tay nắm thì tôi tùy, chắc là em sẽ để zin, còn nếu mà cần dọn thì tính sau. À, về cơ bản một chiếc Liberty vừa mới mua với các cái lỗi này thì em nghĩ nó là một chiếc Liberty gốc đẹp. Anh em có thể kiểm tra từ các cái trục đúng không? Đấy mình thấy qua nhìn nó sáng càng này. Nhựa này, không phải sơn, cái mép viền này không phải đầu tư, cái đèn này không phải làm. Đây là những cái mà mình sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền khi dọn Liberty. Đấy. Thì chiếc này em đánh giá là anh em bỏ ra 400.000 nữa là dọn được. Với các cái lỗi như đầu tiên em báo cáo, đấy, hàng 2011 lốp trước lốp sau chủ báo mới thay. Anh em dân anh em mà lấy không phải thay nữa luôn. 29B1 06595 rồi. Liberty E đời 2011 có 2010... phun xăng điện tử. Đúng rồi, 2011 anh em nhá, màu đen anh em về có thể dọn qua. Bây giờ nhân viên bên em dọn luôn cho anh em. Đấy, thay cái tay phanh. Rồi, thay cái choáng này, thay cái đèn sáng. Nhìn cái mắt này đúng không? Mặt mũi mà phải nhìn nó sáng sủa tí. Đây rồi. Là cái hồn của xe đấy. Bên trong rất là đẹp nhưng cái mặt này do các chị em cứ đi áo mưa che vào hoặc để nắng để mưa là nó sẽ gây ra lỗi đấy. Cặp hoa mới long. Hoa nó bảo. Rồi. Đấy, những anh em nào thích Liberty rồi. Nha anh em nhá, Liberty vừa tiền thôi. Liberty vừa tiền anh em ạ, xem mới về tại cửa hàng. Đây, đồ mộc này, mộc. Đấy, rồi. Hợp lý nhá, vừa mới mua xong để cho anh em mình 8 triệu rưỡi. Hợp lý. 8 triệu rưỡi. Bán giá 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi thôi. Có 8 triệu rưỡi anh em. Bất ngờ anh em nhá. Khóa này khóa zin. Đưa chị anh em nào mà tặng người yêu tầm này quả này, anh em nào có giáo viên có người yêu giáo viên. Hơn chưa đến chục triệu. Cái này để anh em thấy được cái gốc của cái xe. Đây. Xe máy gốc mua của xe máy Vinh Thủy. Đấy, xe máy Vinh Thủy anh em nhá. Hàng này nó còn mua, đây là cái tem zin và đây là cái chóa zin để anh em thấy được đúng không ạ? Đấy nó đẹp thế này không ạ? Đúng không ạ? Đấy gốc cái xe này chưa dọn. À còn phải thay cái ốp biển nữa nhá, thay ốp biển, nâng ốp biển lên nữa cho đẹp. Có anh Si dọn đẹp đẹp đẽ lên. Buôn bán hết rồi. Xe em báo chưa bao dọn anh em nhá. Tem zin anh em ạ. Đấy, rất nhiều những cái nó có cái giá trị đẹp gốc của cái xe này. Còn đầu tư thì những cái chi phí em vừa báo thôi.
bạc càng bạc biết anh em, bạc càng ok không vấn đề lắm. Đấy, thụt ok em chỉ trái thôi. Này Diệp có quan hệ gì với lại anh em chủ xe không? Em gái bán xe đúng không? Em gái đúng không? Ôi em cũng tin tưởng bán giá hợp lý thì lại đấy, nhượng lại cho anh em hợp lý, cộng cao em nhìn thấy mắng chết. Quỳnh kiếp các thứ cẩn thận nha anh em nha. Quỳnh ra bán rẻ đấy, bán ra 8,5 triệu chưa bao dọn. Em để không cũng được, đầu tư thì như em vừa nói hết tầm 400,000 là cũng là vuông vắn hẳn xe luôn, không phải làm gì thêm. Mua rẻ không có vấn đề đấy anh em ạ. Đấy. Em cứ quý anh các khách hàng tin tưởng là đến giao xe bán thì 8,5 triệu anh em nhá. Thực sự thì là rẻ luôn. Chất em luôn. Thấy cực kỳ là hợp. Đấy, về dọn mất tầm khoảng mấy 400. Trăm. Chính xác em tính rồi, đúng là 400. Rồi. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá, để cho anh em tiếp cận và động viên hai chị em có động lực để chiến đấu. Một chiếc KX155 đấy, bản sần, bản mới nhất, bản khóa mới nhất cây mà có... giá lại còn rẻ lắm anh em ạ, rẻ hơn như khóa xìa luôn. Khóa smart cây 7,000 km anh em nhá. Nhược điểm là chủ rồi, lên đôi vành nó... rồi 2022 này anh em lên quả vành thì em đã trừ tiền vành... rất nhiều rồi. Vành này là vành 38 anh em nhá, bình thường là 155 kia là vành đúc của nhà sản xuất, bây giờ anh em lại thích quả vành 38 2022 29 triệu, 29 triệu một chiếc Exciter. Anh em lưu ý xem nó là bản VVA à, xe của 2022 đúng không? Đấy, anh em Thái Bình cứ dân chơi nhỉ, đúng không? Đấy, anh em Thái Bình cứ loanh quanh mua mới dân chơi. Anh em nhá, mua mới của xe này vẫn là câu chuyện của 50. Anh em có độ đôi vành vào thì anh em cũng phải xác định cho em là thêm tiền thôi, không tính độ kiểu một năm thì bây giờ anh em mua lại có 29 triệu, quá hợp lý. Đúng không? Đúng không? Chủ xe bay tần đấy là thôi anh em yên tâm sử dụng rồi đúng không? Đấy. Giá cực kỳ là yêu thương, biển 17 nha anh em nhé, mà 155 bây giờ anh em mua 150 đấy cũng dao động tầm trên 20 đúng không ạ, 17 triệu cũng có, nhưng mà bây giờ xác định 155 bản 2022 và giá 29 triệu thôi. 29 triệu thì em nghĩ nó đã ngon lành vuông vắn hết rồi, có độ đúng đôi vành để anh em có nhu cầu thì về lại nguyên bản hay là để nguyên bản đi cũng được, không vấn đề gì. Có đen sần rồi em báo luôn nhá, Vision bản cao em có chiếc đen sần bản cá tính đời của 2022 biển Hà Nội, để giá cho anh em mình là 36 triệu. Anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ chị với online hoặc gửi ảnh chi tiết. Em Đức báo là mới like cái đây 3 hôm, anh em có thể xem lại 3 hôm trước cũng được. Đây con này 6,000 cây anh em ạ, màu đỏ mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Này là được cái là đời cao nhưng mà khóa chìa nên là cái tầm tiền nó sẽ hợp lý, phù hợp cho anh em nào có nhu cầu chọn cái phân khúc tiền hợp lý dưới 30 và lại mẫu Vision của form mới. Cho em một vòng anh ơi. Vision anh em nhá, Vision đời 2021 ạ. Vâng. Chạy có hơn tháng 11/2021. Rồi, 26,8 triệu, có cả dọn kèm theo. Bao dọn cho anh em luôn. Đấy, bản khóa chìa 2021. Hơn 26 triệu là anh em đã sử dụng một chiếc tháng 11/2021. Vâng. Đấy. Em nào Thanh Hóa gì nhỉ? Thì chị lại quên mất tên. 18 Nam Định. Nam Định anh em nhá. Khổ. Màu đỏ ạ. Chị em là chính xác nhất. Chị em nào mà có nhu cầu chọn những cái mẫu xe mà tiết kiệm xăng này, chi phí sửa chữa rẻ này, đi lành này mà lại vẫn đẹp cơ, đúng không ạ? Vision có một giai đoạn vào thế giới của những xe người giàu, gọi là thế giới người giàu, anh em nếu chú ý có biết cái giai đoạn đấy rồi. Nên là mình lắp bành, mua tầm này là mình mua đúng tầm đấy. Ra bán được. Dạ. Thực ra là cái con Exide đấy là cũng bành... cũng có một ý kiến, anh em ghi nhận ý kiến của anh vào vành zin, nhưng khi vào vành zin giá của nó phải trên 3 là chắc chắn, đúng không ạ? Anh thì Tâm thôi, du lịch em để tùy khách hàng có nhu cầu, nếu khách hàng có nhu cầu em cũng sẽ cộng vành luôn cho khách hàng nếu khách hàng có nhu cầu. SH 150 2017 giá bao nhiêu chị? Rẻ anh, lắm anh cố lên lấy cho em cái chiếc 2018 ABS 4,000 cây hơn nhỉ? Cái con này nhỉ, đúng rồi. Anh hơn Tâm du lịch ơi, anh lấy con đấy cho em. 70 anh ạ, giá bất ngờ 150 ABS. ABS 77 triệu đồng mà nó lên nhập. Cây. Đấy nó lên bộ nhập nguyên rồi đấy. Em nhớ trước đấy mua chính chủ đi không đi còn đắp chiếu, hôm đấy bán buổi tối. Anh Năng lượng cuộc sống, anh ơi em không miễn ship nha anh nhá. Vâng. Tất cả những xe hiện tại em bán tại cửa hàng là em bán luôn giá đấy luôn ạ, chứ em không bao ship đâu, không bao hồ sơ. Đúng rồi. Đấy, anh em nhá. 26,8 triệu nhá, giá là một chiếc Vision hàng của 2022 rồi tháng 11 mà. Rồi anh Sơn Trần, con quay nhỏ màu xanh nhất của anh Khi Bắc Khiêu đã bán chưa vậy cửa hàng? Hay là nhân tiện thì em anh hỏi thì em trả lời đây anh. Đây. Đấy, hàng xanh nhất của Bắc Khiêu đây, Bắc Khiêu còn vẫn đang lanh quanh ở đâu đó đây. Đấy. Đang lanh quanh. Vẫn còn, anh có thể liên hệ với hotline nhá để cân đối. Rồi, đấy anh cho em chỉ một vòng thôi, một tại vòng xe thôi. Của anh Khiêu. Cũng đã like rồi, đấy, để không để chiếm sóng nữa thì lại các cái xe khác nó lại tị. Em đấy lại được tới 2 lần like mà các em khác lại chưa được lần nào.
Anh Phạm Khánh, chiếc SH 2018 đó order chuẩn bao nhiêu? Hơn 4.000 cây anh ơi, hơn 4.000 cây, 4.020 mấy cây. Chuẩn luôn nha anh. Là 3.000 lẻ, có chạy một vài vòng nó lên là thành hơn 4.000 một tí tẹo đen. Em lên nhập nhanh nhá, con đấy là đã lên một bộ vỏ nhập mà nó là 150 phanh ABS mà 77 triệu đồng. Em thấy cực kỳ yêu thương luôn ạ, giá đấy chuẩn bị là không có giá đấy luôn. Sắp Tết rồi, sắp Tết giá SH sẽ leo lên. Thái bán chưa em? Anh ơi, ABS Thái bán rồi, anh Tuấn Chu nhá. Vừa mới có anh một anh cọc đấy. Rồi, tiếp theo một chiếc Ablet 2016. Rồi. À xin lỗi anh em, 2017. Rất nhiều nhá, hàng ngày nhà em có cả biển tỉnh và biển Hà Nội nên là nhìn ngoài dễ nhầm là đúng thôi. Chiếc này là em mới về. Em nhiều lắm, nhà nó nhiều xe, nhiều khi là mặt hàng chiến lược mà, không thể nhớ được hết ạ. Cứ ra mua ra bán vào liên tục, đầu óc em thì Covid nó cũng lung tung mục nên là nhiều khi cũng đảo nó không nhiều. Tháng 3 2017. Rồi, 26 triệu 500 dọn. Dọn sạch sẽ rồi. 26 triệu 500 bao dọn cho anh em. Dọn là gì? Là cái tay sách này em có sơn lại này. Có chưa? Bóc ni lông, đánh tẩy keo xe gốc ni lông nhá. Anh em có thể xem cái lớp ni lông bóc ra xong này. Đấy, cái tem zin của nó sáng và rất đẹp. Tem zin anh em nhé. Để chân này, nguyên bản này. Đấy. Cổ bô này là có lướt qua tỉa này. Còn hàng đã dọn dẹp lên mâm rồi, đã là gọi là ngon lành hết thì 2017. À chị Dung không nói giá xe của anh Thiêu à? Đợi xíu anh Thiêu, anh đang loanh quanh đâu xong này. Đúng rồi, chưa chốt xong các anh em ạ, à. Chính xác là xe còn nhưng mà đấy, anh Thiêu đang ra vào bán nhưng mà do một số những giá cả chưa thống nhất được nên là chưa lên line. Đấy, nó rõ ràng là như vậy. Ăn vạ, Thiêu đây là gọi Thiêu ăn vạ. Anh em ạ, để xe đây đi về. Chả nói giá đấy. Xe đẹp lắm, 2017 anh em nhìn càng này. Đấy, bản này là bản chuẩn sport nhá chứ không phải là chủ người ta lên độ. Anh Tâm Du Lịch anh màu đỏ anh ạ. Con đấy màu đỏ anh ơi. Lốp còn zin anh nhá. Lốp còn 06 2017. Đấy, cái bản này người ta gọi bản sport là vành đen càng đen tay sách đen, chìa khóa nhỏ. Năm 2017 nó ra cái bản này. Còn cái bản chiều qua to bấm tút tút là cái bản thể thao, là khổ vành, là vành trắng cơ. Vành đen này nhìn nó khỏe khoắn hơn rất nhiều. Đấy. Phối màu cũng đẹp. 2017 màu đỏ đen. 26 triệu 500. 26 triệu 500. Hàng hai khóa đầy đủ. Đây anh em cứ quay cho em gần như thế này là anh em nhìn xe là biết là nó là đẹp hay không đẹp ạ. Tại vì đi nhiều những cái nút bấm này nó sẽ mòn này, đúng không ạ? Anh em nhìn cái tay cầm này, đấy, đây. À, anh em nhìn này, đây, những cái này đương nhiên anh em đi nhiều nó sẽ mòn. Đấy, ví dụ như là anh em xem không ngập nước, không bị và đập không đâm đụng là nó sẽ bị phẳng căng như này. Đấy, ví dụ như anh em đâm đụng thì đương nhiên nó bị dồn, đúng không ạ? Thế nên anh em nào yên tâm nhá, riêng mua xe bên xe máy Hoàng Kiên về chất lượng và cam kết không đâm đụng, bảo hành máy 1 năm luôn. Cam kết với anh em yên tâm sử dụng những cái mẫu này. Cái riêng chiếc này đúng không ạ? Hàng nó là nguyên bản. Đây các cái cốp chỉ là lau dầu thôi chứ lau dầu bóng ấy, dầu bóng. 26 triệu 500. Phải có một lớp dầu bóng nhá, khi anh em xem xe nhà em ấy, hay có bên dọn họ lau một lớp dầu bóng cũng là để bảo dưỡng và lâu lâu khi mình dọn lại ạ. Là mình lấy một lớp rẻ lau lại là nó sáng luôn. Chứ nếu mà không có lớp dầu đấy mà bụi bẩn bám vào thì lại phải đi rửa xong rồi đánh xi lại là một công lại, nó rất là mất nhiều thời gian. Cũng bình thường mà khi mà lớp dầu bóng thôi. Anh em gọi là người ta bảo là nhìn vào thực tế đấy. Nhìn vào mắt bắt mắt phát là anh em yêu ngay. Ví dụ như em mua con xe mua tự nhiên mua về bắt để cửa hàng anh em kê hai con cùng đời với nhau mà con nào đẹp hơn đương nhiên anh em lấy con đẹp là đúng cái không? Bộ sơn tem zin anh em nhé, cái tem zin nó rất là đẹp luôn đấy, tem zin tem nguyên bản. Đấy, anh em nhìn cái tem nguyên bản nó không có rách, không có gì cả, nó rất là đẹp luôn. Đấy, thẳng tắp đúng không? Ok, zin, để chân rồi. Anh em mời vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá. Các bác nào có xe thì biết rồi, cái gầm này nhờ, các bác mà không xước là cũng hiếm đấy đúng không? Hiếm có, khó tìm. Đây chủ này có xước đâu, zin nữa không sơn luôn. 2017 được cái đồ đạn con đấy cũng đều đẹp cho xe rồi. Ok, tiếp theo một chiếc Grande biển 98 Bắc Giang. Chiếc này đấy. Đẹp gần như là nhất nhì đàn Grande của em mà không biết tại sao các anh em lại chưa tập trung. Em nhớ chiếc này đời chót của cái form Grande đời chung. Thực ra là chị nghĩ là chưa tiếp cận, anh em chưa tiếp cận đến đâu. Em nhớ chiếc này còn lốp còn 2018. Rất nhớ chiếc này xe rất đẹp luôn. 2010 đây, 2419 này, càng zin này, ra máy zin này. Đấy, một vòng cho em anh em nhá, để tí anh em cho rửa con này cái. Hiện tại để trên cửa hàng nên nó cũng hơi cụ này cụ có từ nha anh em nhá. Xem từ nó ở chỗ nào. Tháng 5 2018. Rồi. Ui giời ơi. Rồi anh em ạ. Các cụ cứ lắp từ nó không biết ở chỗ nào mà đặt nữa cơ. 2018. Rồi. Cũng để trong nhà vài hôm rồi, vài bữa rồi. Thế là nó rồi. Sơn zin, anh em có thể kiểm tra đây. Sơn zin nhá. Sơn zin. Cả cái gầm này vẫn còn này, hàng đỏ sơn rất là đẹp luôn. Nha anh em nhá. Cái để chân này, anh em có thể chú ý cái để chân. Rất hay quệt, rất nhiều các khách hàng đi là bị quệt cái để chân này. Nhưng mà anh Sơn Trần ok đi, nhá, chờ em xíu. Cái da máy vẫn còn nguyên. Thụt này, vẫn còn sáng này. Đồ nhũ rất là đẹp. Hàng
bản này, có cả cái tem của logo của Yên. Siêu kia rồi rồi. Biển 98 Bắc Giang anh em nhá. B3 2203. Rồi một chiếc Grande đời 2018 màu đỏ dành cho anh chị em đều ok, đều được, bản khóa chìa 2018 mọi người nhá. 21 triệu. Hôm nay em mạnh dạn bán ra 21 triệu. 2018 giá 21 triệu các anh em ạ. Từ cái gương cũng vẫn là còn nguyên bản của xe. Đó. Sơn đâm ra nó lại lai màu mất một chút một cái. Hàng này cứ vứt ra cho nó rửa không, cái xe này để bạn không lên được. Đúng rồi, bản thân một chiếc Grande rất là đẹp và chất, để trên nhà lại hơi lâu. Nên là thôi giá em cũng sẽ mạnh dạn xuống 21 triệu cho một chiếc 2018. Máy 125. Các anh em lưu ý một chút, dòng Grande bản thân cái lúc xuất xưởng nó sẽ cạnh tranh với cả cái form dáng của S21. Giá thành đề xuất cũng phải là trên, sợ nó kêu, cả đăng ký phải trên 50. Vậy là cạnh tranh với S21 rồi, chứ lít không cạnh tranh được với Grande đâu. Máy chất, gầm cao, xe nhẹ, chạy chắc, rất nhiều ưu điểm. Nhưng mà do cái độ chuộng của người miền Bắc mình là không dùng Yamaha mấy, nên là Grande cũng bị mất giá một chút. Mất giá thì người mua lại thường sẽ là lợi giá. Nếu các anh chị em có nhu cầu chọn thì nên cân đối những cái dòng mất giá này, nó cũng sẽ là mình đi mà, thì so với mới lợi giá rất nhiều. Rồi, 21 triệu 2018. Chiếc 2018 Grande nha anh em nhá, 2018 màu đỏ mệnh thổ mệnh hỏa. Thực ra những cái dòng xe này cốp rất là rộng anh em ạ. Ok, tiếp theo một chiếc Janus anh em ạ. Một chiếc Janus. Biển 37 Nghệ An anh em. Đây, 2017 thôi. Giá cũng cực kỳ yêu thương. Con này em cũng lai đi lai lại một vài lần rồi. Em kiểm tra giá con này hợp tình hợp lý cho anh em nhá. Đời 2017. Đời 2017 16 triệu thôi. Đã 16 triệu đồng một chiếc 2017. Anh em lưu ý cho em, nó là dòng xe 125, nó là dòng xe khóa Smart Key. Với cái giá thành 16 triệu để anh em chọn một mẫu xe có khóa Smart Key điện tử này, khóa gọi là khóa thông minh, gần như là thị trường anh em không tìm được. Anh em cũng thử nghĩ, nó sẽ gần như là không có với tầm giá 16 triệu. Đấy. Biển 37 anh em nhá, 37D. Lốp trước vẫn còn zin, sơn màu 7, xanh cửu long là sơn zin luôn. Đấy. Khóa này, tất cả các phím này, nét căng. 16 triệu khóa Smart Key, lốp zin, phím bấm đẹp đều, đúng không ạ? Đây hai khóa dự phòng, một khóa Smart Key chuẩn nhà máy giao. Nguyên bản hết. Rất hợp lý, gương theo xe trong cốp đầy đủ, hàng nguyên bản. Rồi. Có 16 triệu đồng một chiếc Janus màu xanh tím. Rất hợp đời 2017, bản khóa Smart Key luôn. Máy 125 là khỏe nhá. Rồi, khỏe hơn cả Vision nhá. Vision có máy 110 thôi. Thế nhà mình mà đi đông, Yên ngồi thiết kế cũng rất là dài, người ngồi được. Rồi, lại tiếp theo một chiếc Vision. Anh em nào hôm nay báo Vision cho em thì bố cubin nhá, dẹp 2018 có thể ok không ạ? 2018 màu đỏ đen. Đấy, bản khóa chìa đây anh em nhé. Con này biển Bình Phước, giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Đấy, cho em xin một vòng đi. Con này biển 93 nhé anh em nhé. Đấy, em nổ máy. Giá cũng cực kỳ là yêu thương dành cho anh em gọi là vừa vừa tiền. Còn lại anh em cho các con đi học cũng được. Chạy cho các chị em đi chợ đi búa, mua thức ăn, nước uống cho công nhân, công trường. Rồi 2010... có hai chiếc biển 93 rồi, chiếc này là đời 20 đời okay, cao em ạ, 2018 cơ. Giúp chị Vision biển 93 2018. 20 triệu 200. Đúng rồi. Một chiếc 2018 khóa rất là giá hợp lý. Khóa chìa. Đấy, lốp lắp dày dặn hết rồi. Lốp lắp ngon lành. Thực ra những cái dòng xe này Vision nó xe này không phải lai đâu, nó là hàng gọi là gần như là truyền thống, hay gọi là phổ thông, hay gọi là chiến lược cũng được. Rất nhiều các chị em gần như là nói một cách đơn giản là xe số là Way, xe nữ đi là Vision, cùng lắm là Lead, nam đi là Led. Đấy, người Việt Nam mình ở phía Bắc này gần như là cứ gắn liền với cái thông số đấy. Em thấy hầu hết nhà nào cũng phải có một trong số những cái chiếc đấy để sử dụng. Đấy, Vision nó là thế, các chị em học sinh chạy Vision thì đấy, những cái ưu điểm như là tiết kiệm nhiên liệu, giữ gìn đồ đạc nó rẻ này, hay là dễ sử dụng này, dễ sửa chữa này, thì nó là gần cái đặc trưng của Vision rồi. Nó có cái nhược điểm nhất định là nó không phải là dòng xe đẹp thời trang hẳn so với những dòng xe LX hay là S21, không được chạy bằng những Grande. Nhưng mà thôi, mỗi người một lựa chọn, một sở thích. Thì nếu ai muốn nhu cầu ăn chắc mặc bền, gọi là tiết kiệm nhiên liệu, chạy ổn định, thì cân đối Vision giúp em nhá. Rồi, một chiếc SH1 màu xanh cốm. Rồi. Màu xanh cốm nhã nhặn anh em nhá, 2017. Đấy, dành cho chị em nào gọi là thuộc tiếp, không phải là rực rỡ, không phải đầu nổi bật giữa đám đông mà lại nhẹ nhàng, thì làm cho em còn xanh cốm này là hợp tình hợp lý và anh em hợp mệnh, nó vẫn còn nét đẹp đẹp đặc trưng. Đấy. Một vòng cho em anh ơi, một vòng cho em, xe đã được dọn sạch sẽ rồi anh em nhá, vừa dọn về đến nơi xong đây anh em ạ.
Vừa dọn về nơi 2017 cho em quay gần cho em năm sản xuất 2017, quay cả nút bấm nút công tắc này, kim kiếc đỏ chót luôn. Đấy. 2017 nha anh em nhé, đây đã được xịt ẩm sạch sẽ ngon lành, anh là từ bản sân này, em sân này. Đấy, 39.300. Đấy, em Đức báo dọn mất 300. Ờ, 39.300 2017. Đặc biệt là được cái lợi anh em nhé, nó là bản khóa smart cây này. Em nhớ nhé, khóa smart cây chuẩn cơ. Khi smart cây chuẩn là trên nó có một cái mã vạch chìa và cái mã wifi để bắt smart key. Anh em nhớ cho em, rất nhiều người độ nhưng sẽ không có cái chi tiết này, thì đó là hàng độ khóa smart cây. Chi phí cái khóa này độ nó mới 3 triệu mấy cơ, nhưng mà nó không phải là bản nguyên bản. Thì các anh em chơi cái bản nguyên bản này thì nó hợp lý. 39.300 2017 khóa smart key nhá. Anh em nào sạch sẽ ngon lành, cành đào lên mâm lên kệ hết rồi. Xe chỉ cho mốt. Chờ các anh chị em đến đón về làm vợ rồi. Hai thôi. Đây. Máy chất này, rồi đúng không ạ? Lành này, rồi sang này, nó đều có đủ trong mẫu S21, gần như nữ để dòng xe sang. Cọc cho em ơi. Đúng là hàng tốt. Long cọc. Hàng anh em nhá, con xe hiện tại của giáo sư Vũ Khiêu cọc rồi. Đấy, anh em mang đến chưa kịp đến sóng. Chả biết anh em nào thấy nhìn thấy like. Chắc là anh em nào vừa đang ở trên like thôi. Nhanh thế anh em, nhanh thế. Rồi nhanh chân nhanh tay anh em, nhanh quá, phát phút mốt phát chưa kịp, em chưa kịp giới thiệu anh em đã cọc mất rồi. Tiếp theo một chiếc Grande anh em nhé, Grande đời 2016 ạ. 10 vâng, Noza Grande biển 19 em ơi. Đấy. Đấy, cho em một vòng đi, xe thực ra là con này đã được dọn sạch sẽ rồi. Lên mâm lên kệ rồi, em kê trên tầng xuống 2 rồi. Thì anh em mới thấy rất nhiều rồi. Grande đúng không? Em đúng vừa lướt qua nhà em còn hơn 10 chiếc Noza và Noza Grande. Rồi. Nên là như chi mà đã còn thì em sẽ đưa giá hợp lý nhất để anh em có nhu cầu. Xe của 2016 Noza Grande. Máy đang nổ này, anh em nghe tiếng 18.500 giấc này thôi. Thôi em bán 18 năm mạnh dạn bán xe chính chủ. 18.500 một chiếc Grande. Vì nó nhiều, vẫn còn tới gần 10 chiếc nên là em chủ động giá mỗi chiếc xuống để anh cân em đối có anh thể em tiếp cận dễ nhất. Đây là chiếc Grande gần như là đứng ở hàng giá rẻ nhất ở trên nhà em. Đấy, rất hợp. Chị Dung bắt chuồn chuồn, bắt chuồn bướm. Chuồn. Cắn rốn cho nó biết bơi. Đấy, vừa bắt được con chuồn chuồn. Rồi, rất hợp lý nhá. Để giá cho anh em mình là 18.500. Hàng dọn dẹp xong xuôi đâu hết rồi. Xe này là có cả vân tay đầy đủ, chủ nữ bán xong đi nước ngoài công tác này. Chắc là giờ cũng sắp đến giai đoạn chủ kéo đi công tác xong về rồi xe vẫn còn. Rồi. Phải liên hệ với chủ quay lại lấy cũng được. 18.500 thôi anh em nhá. Hợp lý quá mà, đúng không? Rất là hợp lý luôn. Đấy, anh em nào to cao, đầm đầm đi những cái dòng này, chị em cốp rất là rộng. Rồi lại ra nớt vài con Blade thôi cho em, cho chị. Ra nớt anh em nhá, một chiếc ra nớt màu đỏ đen. Cái này thì là lại rồi. Không sao, lại rồi. Rồi, okay, sẽ đọc sao, lại để sao. Anh em mình cân đối. Hàng ra nớt nhá, em vẫn nhớ biển 1386, biển đẹp, nó lai hết xăng mà. Này. Dọn sạch sẽ rồi, hiện tại em nó mang xuống nhưng đang bị hết xăng. Bản khóa chia biển Hà Nội, ưu điểm là được cái biển tươi. Nếu anh em nào có nhu cầu chọn biển mà nó định danh rồi cứ để biển đẹp đi thì cân đối biển này là cũng nằm trong top biển được đấy anh em ạ. 1386 okay, mà. Cảm ơn anh Phạm Thịnh nhá. Đuôi biển này là được. Chị em nào màu thì màu đỏ. Giá thì thôi em để cũng là giá hợp lý thôi. Biển Y 29Y. 18 triệu. Sai đâu chị. 18 triệu ra nớt biển. 17. Sai đâu chị. Quá sợ mất cây. 2017 anh em nhá, màu đỏ đen, biển Hà Nội. 18 triệu thôi. Đấy, giá like lần thứ hai thì em phải đưa xuống giá thật thấp để khách hàng có nhu cầu. Yamaha. Quá nhỏ, rồi. Xinh. 1386 biển 29Y34 1386. Đấy, để ra giá cho anh em mình là 18 triệu. Anh em nào có nhu cầu chọn một chiếc biển đẹp xe chất thì cân đối cho em mẫu gian nước này nhá. Rồi, em sẽ lên chiếc gian Sirius. Không giá à? Là một vài mẫu. Con Sirius đâu nhỉ? Con Sirius mới nãy đâu? Khổ. Đây nha anh em nhá, một chiếc Sirius mới về. Sản xuất ở tháng 11 tháng 12 2022. Đăng ký là tháng 1 2023. Cuối tháng 1 2023 là khai sinh ra xe, đăng ký. Hàng trong veo, 4.000 cây chuẩn S, 2 lốp còn zin, sơn zin. Báo lại cho em con Vision với anh Tuấn Châu. Con Vision biển 93 hả anh? Có 20.200, 2018. 2018. Anh Tuấn Châu phải con Vision biển 93 không anh? Rồi, hoặc em là vừa like mấy con đấy. Không biết anh đang hỏi con nào thì em để em biết đường báo giá. Rồi. Một chiếc Sirius anh em nhá, bản 2023. Rồi, 2023 đấy. Là anh em nhớ cho em cái bô nó hơi chếch ra một chút. Đấy, tem xanh này, tem hai màu nha, xanh trắng, ghế rất đẹp. Về ăn xăng đúng không? Mông anh em vảnh cứ ra lo tốn xăng. Đây, 2 lít cứ cho tròn 2 lít đi, 2 lít trên 100 km.
Nào, ai ăn xăng nghĩ đâu. Vừa mới về, 4.000 cây. Chuẩn 4.000 cây, lúc trước lúc sau còn nguyên. Chủ báo là đăng ký xong là 24 triệu. Vậy đầu năm 2023 vừa rồi anh em mình có mua một con Sinus nào mà đăng ký xem giá có đúng thế không? Anh Tuấn Châu đang đúng là con biển 93 Vision. 20 triệu 200 anh ạ. 20 triệu 200 anh em ạ. Đấy, anh em nào mà đăng ký đầu năm thì có thể nhớ lại cái giá cho em. 20 triệu. Ok, anh Tuấn Châu mà đặt cọc con đấy 20 triệu. Rồi. Chuyển lại luôn. Là thích làm tròn cho nó. Ôi giời, em cứ thích làm tròn, tròn cho nó máu. Cho nó... Đó. Đấy, cho nó xinh xinh anh Tuấn Châu ạ. À, anh xem nó có hợp tình hợp lý không, 2018 đấy. Mua chính chủ. Chủ báo con này là mua 24 triệu. Đấy, chạy 4.000 cây bây giờ thì thôi em cứ nhẹ nhàng cứ báo chủ là thôi bán cho em là chính xác là 14 triệu không cộng. Cộng cho anh em mình 2 triệu chưa bao dọn. Rồi. 16 triệu. Biển 4.000 cây. Vâng. Rất hợp lý cho một chiếc Silos. Hàng nó là hàng lướt anh em nhé. Đây được gọi là xe lướt. Xe thứ nhất là cùng năm, xe thứ hai là đơn vị chạy có 4.000 cây. Đấy. Thứ ba nó là các cái vành hay là phanh hay là trục giật, tất cả nó đều là một cái liền đời. Tay nắm, tay phanh, cùi để chân, tất cả nó liền đời hết. Chưa có sự thay thế vào đầu gì thì gọi là xe lướt. Để anh em có nhu cầu chọn xe lướt thì cân đối. Rồi. Nhất là những anh em nào Thái Bình có thể cân đối. Hoặc check, đây là bản sần nhé. Anh em nhớ cái bản sần. Tem hai màu nhé. Xám sần. 2023 chạy 4.000 cây. Rất là mới nha anh em nha. Biển 17. Anh em đúng biển Thái Bình thì làm cho em con này thì tuyệt vời. Anh em thực sự là không cần quan trọng giờ, quan trọng gì anh đúng em rồi. Thích thì sang tên đổi chủ. Chính chủ, em mua chính chủ đấy. Của bạn thanh niên đấy. Đấy anh rồi. Em có nhu cầu gặp cả thanh niên, trẻ khỏe không có vấn đề gì cả. Nhiều khi các anh em mua xe cứ bảo là chủ mệt, chủ ốm, chủ yếu hay là chủ ngã thì mới bán, không có đâu ạ. Rất nhiều các anh em đều là có nhu cầu lên đời xe hoặc là cần nhu cầu kinh tế thì bán thôi ạ. Rồi. Tiếp theo anh em nhá, một chiếc SH 125 mà lại phanh CBS. ABS, mình nhìn thấy A rồi. Ý định đọc là C. Đọc A đấy, em nhìn cái nhấn mạnh của chị là đọc A đấy nhưng mà chị lại sang đúng được rồi, C. Tại sao mình nhìn thấy A rõ ràng mà lại rồi, đọc là lường rau nhưng lại hay gấp thịt. Rau là gấp thịt chỗ đấy. Chết thật. 2017 nha anh em nhá. 2017 phanh ABS 125 màu xanh tím. Đúng lắm. Để em xem nào, bản đặc trưng của cái form biển 99 đúng không ạ? Biển 99 Bắc Ninh. 2018 đúng rồi, em nhớ mà màu xanh tím than đen. Đó là màu của 2018 các anh em nhá. Phanh ABS nhiều khi anh xe là 2019 nhưng cũng không phải, màu này là 2018. Xe thì rất là đẹp, chạy 9.000 cây chuẩn, zin lốp, zin đồ phím đầy đủ hết. Sirius FED à? Anh Trần Bố Lão. Thế cơ anh ạ. Không, anh em đang muốn là hai chiếc Sirius FED em có trong nhà. Hay là like luôn nhỉ? Cho một Sirius FED ra. Sirius đen sần FED. Trong nhà hai chiếc, một chiếc 2020, một chiếc 2021. Thôi, em vẫn còn anh đấy. Trần Lã Bố luôn. Rồi. ABS anh em nhá, màu xanh tím. 2018. Chiếc này thì chắc là thể theo nguyện vọng của mua là 72 triệu 300 rồi. Đấy. 72 triệu 300. Mua 72 triệu 300 rồi, chết thật. Này giảm mất. Anh em cho anh em cộng tí tí rồi. Tóm lại theo em. Nữa, con này phải giảm rồi. Đúng rồi. Đúng. Xe rất đẹp anh em ạ, hơn 9.000 cây nhưng cái giai đoạn đấy nó là giai đoạn đỉnh của SH. Anh em nhớ cho em có những cái giai đoạn SH rất là cao, Vision cũng mua thế. Mua vào đúng không? Giá vâng. Mua giá mua vào. Giá đây. Mua vào luôn ạ, 72 triệu 400. Thời điểm em mua là 18 tháng 11 2022, đấy không giấu anh em. 18 tháng 11 2022. Cũng mua trực tiếp, chả có mua lại gì cả đâu. Giai đoạn tháng 11 năm 2022 là giai đoạn SH hoặc Vision lên rất cao. Rồi. Cùng kỳ thời gian này năm ngoái, anh em cứ nhớ như vậy. Rất là đấy, cao đúng không? Những dòng SH này cực kỳ là cao luôn đấy. Thôi ở nhà một năm sinh nhật rồi thì em cứ mạnh dạn lùi em này 3 triệu 2, bán ra là 69 triệu. 69 triệu cho một chiếc 125 ABS. Hàng nó là hàng đẹp anh em nhé. Không tự dưng mà nó là có lốp lam này, anh em nhìn lốp. Rất đẹp luôn. Đấy. Hàng ok. Cảnh. Rất đẹp, rất đẹp. Rồi. Rồi nha anh em nhá. 69 triệu đồng một chiếc SH 2018 phanh ABS 125. ABS các anh em nhá. Nó là đấy, xe đẹp đấy ạ. Màu xanh tím. Từ các cái pha này nếu anh em có thể nhìn, đấy, nhìn nó trong veo, các cái phím thì anh em thấy rồi, nét căng. Rét quá anh, chia sẻ bài cho em cho mấy phát tăng phát cho hết rét anh ạ. Trong Hàn Quốc đang lạnh đúng không anh? Việt Nam rồi, hôm nay bên đỏ thì nó rất là đẹp. Đấy ạ, rồi thời tiết thực anh sự Phạm là... Thịnh, vâng anh Phạm Thịnh okay. Ạ. Em sẽ cố gắng anh Phạm Thịnh nhá. Rồi. Chốt Alpha giáo sư Kiều. Ok anh Tuấn Nguyễn nhá. Rồi. Xin chào hai ca sĩ. Vâng, em chào anh. Tiếp theo nha anh em nhá, một chiếc PS. Ôi giời, sao con này mắt mũi đâu mắt anh Phạm Đăng mắt, Cường mắt, mắt ăn gì à? Chị Dung ăn gì mà xinh thế? Chị toàn uống nước lọc mới không khí. Quang hợp với ánh nắng mặt trời xong. Anh thấy anh em thấy em đứng ngoài live suốt ngày, em đứng ngoài trời suốt ngày đấy ạ. Rồi. Em ra em bánh mật. Anh em nhìn trên live hơi xấu bẩn bẩn tí ra thôi. Ra nắng quang hợp hít không khí thế là chị đúng rồi, đây là rồi, chắc trường có sinh bất lão rồi. <Trường sinh lão. cười> Ăn không. Rồi, một chiếc PS anh em nhá.
con này máy 150, máy 150 nhắc là BS phải, hiện phải tại dọn. Nhà em có 3 chiếc, chiếc này đang trong quá trình dọn, thiếu đèn xi nhan, thay mặt đồng hồ, sơn tay sách. Đấy là sẽ hoàn thiện một chiếc xe BS. Em còn 3 chiếc. Sơn Thanh ạ. Một chiếc màu đen, một chiếc màu xanh và đâu đó một chiếc màu trắng chạy đâu nữa em chưa nhìn thấy. Có trong anh nhà. Em, có trong anh nhà. Em có nhu cầu có thể chọn lựa mẫu BS bên em. Đây anh em nhá, nhìn này, hiện tại là mắt một mắt nổ, mắt nổ mắt xịt. Rồi, được cái là hàng là hàng. Và kính thì đẹp. Hàng 150. Đời 2007. Rồi. Rồi. Mua 17 cộng 2 rưỡi rồi 19 năm thôi. 19 triệu 500 150 đấy. 19 năm chưa bao dọn nhá. Được cái pha đẹp này. Có sơn đẹp này. Dream khoảng 20 triệu không? Có đấy anh ạ. Dream Thái được không anh? Em có và luôn anh Hoàng Yến nhá. Đời đầu hơn 20 một chút, anh có thể cân đối. Em vừa like một chiếc thì đâu đó có 16 triệu thì anh cũng có thể cân đối cái lúc trước đấy. Anh Huy Hiếu Vũ có con SH 2018 150 CVS nào giá tầm 560 không? 2018 mà 560 150 thì khả năng anh lấy điện tỉnh sẽ hợp lý hơn. Hà Nội anh phải lên quải xem gần 70. Em cảm ơn anh Thu Anh nhá. Anh nhá. Đấy. Ok. À, đấy, 19 triệu 500 anh em nhá. Con này cần phải xử lý một xíu tại vì là cái mặt cái mũi nó thì một năm có một giai đoạn rất là nhiều rất anh nhiều em. Các khách hàng thích BS. Đúng rồi. Có thể là các anh em ở trong miền trong anh em trong lấy miền Nam. BS để lên đây. SH đời nhập đời đầu. Anh em đấy. Thường thường là em thấy à, ngày trước là đúng rồi. Độ nhập thường thì thường là em thấy là anh em mua BS giá vừa phải xong bắt đầu anh em về giật toàn bộ BS một chiếc SH nhập khẩu đập vào một con này có nghĩa đúng là nhấc từ một con bộ thì khác nó vào một con bộ này FI phun xăng và tất cả các tính gần giống nó nhau gần giống nhau đúng đấy nên anh em miền Nam rất là chuộng là máy nhập khẩu hết anh em nhé 19 năm. Ok em chào anh Hải Nguyễn, em chào tất cả anh em nhé. Anh em vào mới vào cho em xin nút chia sẻ đi hai chiếc nhá. Em gái một nói là ra hai luôn chuẩn hai chiếc Silus FI đây màu đen sần bánh đúc. Rồi, mỗi anh chiếc lệch nhau 500 thôi, anh em lựa chọn chiếc nào cũng được. Anh thích CS FI, CS chế cơ, em có đủ phục vụ tất cả anh chị em. Đấy, một chiếc CS FI màu 2020. Đen sần. 2020 anh em nhá. 2021 ạ, à, chiếc này 2021, 15 triệu 500 thôi. Ừ, bán ra đúng không em? 15 triệu 500 bán ra anh em nhá, đăng ký 2022. Biển 29M185743. Đấy, FI đấy, một vòng, hiện tại xe vẫn đang nổ, sơn zin, máy zin. Ra máy đều theo xe đẹp này anh em nhé. Đấy, nó là bản đen sần. Bản đen sần là bản đắt nha anh em nhé. Đấy, FI đây, có FI luôn. Đấy, anh em, có những người thì thích FI, có những anh em thì thích CS chế cơ. Đấy, chế cơ chế FI thì nó tiết kiệm. Còn form dáng thì nó bình thường. Còn nếu mà ví dụ như là chế cơ thì form dáng nó đẹp hơn, gọi là tốn xăng hơn một xíu nhưng mà không đáng kể nha anh em nhé. Không đáng kể đâu ạ. Ok anh Nguyễn Đình Lung nhá. Em chào tất cả mọi người. Xe BS giờ là bố già đấy quý lắm. Anh Trần Minh Đức. Không phải, nhiều khi là anh em miền Nam rất là thích để lên một chiếc SH nhập khẩu. Con này ok chị em. Rồi xong rồi. SH1 anh em nhá. Vừa mới hoàn thiện về đến nhà đấy ạ. Hàng đèn LED 2 tầng, bản là bản Sport. Đỏ. Rồi, đen. Màu đỏ đen anh em ạ. Đỏ đen. Bản LED 2 tầng đời 2021 chạy được quá smart cây hơn 7.000 cây rồi, trực tiếp vừa mới chủ đề trong nhà CBS nhá anh em nhớ cho em đây là bản CBS không phải A đâu ạ. Đây càng zin hết đây hàng bọc đều được rồi. Đây vuông vắn rồi đây để chân này nhìn qua đúng không anh em chọn xe nhá chọn cho em cả cái hệ thống gáy này này đấy, nó phải là có sự vuông cân bằng đấy, chứ nó rô ra rô vào hay thò được ngón tay vào đây là anh em cân đối này chắc là cũng cụi vào đâu rồi xong tiếp theo là đến các cái tay nắm này tay cùi rồi. Này đấy, anh em nhìn cái chiếc xe bên em mua nó phải là có chắc một bộ phận kỹ thuật bên ngoài đã kiểm tra trong lúc em lên like đấy rồi. Xong các duyệt rồi thì anh em mới đưa vào được 29X1 95653 rồi hơn 7.000 km anh em nhá xe mới về tại cửa hàng xe chưa dọn anh em nhá đây anh em nhìn những cái inox này đẹp bóng luôn đúng không tay sách vẫn còn zin đây một vòng cho em đây anh em nhìn bình nắp bình răng vẫn còn rất là đẹp tại vì xe vừa mới về nên anh em vẫn còn zin nguyên 7.000 cây đấy ạ đúng không ạ giá cũng yêu thương thôi để cho anh em mình là 50 triệu cho một chiếc SH 2021 biển Hà Nội sinh tài à anh em năm đầu sinh tài à vâng đúng rồi em nhìn thấy anh rồi Thiên Minh tình thế em vẫn chưa nhìn thấy thôi cũng không sao mình thứ nhất là nó là biển trả cho họ anh em ạ mai sau trả thứ họ thứ hai là không cần. Phong thủy thì 53 sinh tài đẹp mà bây giờ là anh em có cái quan điểm là bây giờ ta định danh định nhất rồi thích thì ta để đi. À, không người ta thích sang tên thì ta đổi tên đấy ta về tên mình thì ta giả biển số cho chủ xe đúng không ạ 7.000 cây nhá báo ra bao tiền em mở sơn zin máy zin 50 triệu ạ
hai chìa khóa, bốn chìa khóa, năm sáu chìa khóa đầy đủ, bốn đầy đủ hết. Hòa Lưu, đấy, anh em nhìn chị chìa vẫn khóa xinh lủng đẹp, lủng liệng đầy đủ 50 triệu đồng nha anh em nhá. Chị Dung thì phải sinh đến năm 70 tuổi các anh em mới yên tâm. Tầm 50 như này thì đã sinh tiền. Chị mới gần 50, không sợ 50. Vào mua một con xe để biết nhà cửa nhìn trực tiếp em. Ok, em cảm ơn anh Trần Nhật Văn, anh Trần Văn Nhật. Thực ra là em cứ ở đây giờ like thôi mà, em cứ ở đây giờ like thôi. Rồi. Đấy, anh em mà cứ qua đây mua xe bên ủng hộ bên xe máy Hoàng Kiên thì lúc nào em cũng ở đây. 24/7 Không, 24/7 Chị Dung không 24/7 nhá. Rồi, bản này 2020, chiếc vừa rồi là 2021, em bán là 15 năm. Chiếc này 2020 thì em bán 15. Đấy anh em cân đối lựa chọn. Hai chiếc đều là bản máy zin, sơn zin. Cùng xăng điện tử, bánh đúc, phanh đĩa, bản sân. Anh em có thể cân đối lựa chọn những cái mẫu nào quyết định. Rồi ạ. Sirius anh em nhá, FI bản RC màu lạnh đen sần. Mẫu mới thì nó đắt hơn cả chế cơ luôn. Nếu anh em mà có nhu cầu, nhưng khi đã sử dụng lại thì nó lại được hợp lý giá. Rồi. À, anh em nhìn này, RC tem nổi dày dặn. Anh em cứ ủng hộ cho em Dung xin một ít chia sẻ để em liên tục để lên giao lưu với anh em. Chứ không thì anh em mà không ủng hộ bọn em, không giao lưu mà không chia sẻ là thôi anh Tiên anh lại thôi, Thiệp mới Dung xuống đi nghỉ đi em. Cũng lại không nên giao lưu được. Rồi, chán, anh em cố gắng bổ quả sẻ chia cho em xin quả bổ quả sẻ. Cứ cho em Dung xin nút sẻ trong mà ví dụ như trong lúc like anh em cứ chia sẻ cho em phát. Xong là lúc hết like anh em xóa đi cũng được. Chế còn anh em đi. Nào mà tử tế thì thôi cứ để cho em trên bài của anh em trên đấy. Hàng zin, hàng đẹp. Đấy. 15 anh... triệu thôi. Rất là hợp lý rồi. Giai đoạn mới tinh chiếc Silos FI vành lúc này mua đã 23, chưa tính đăng ký Hà Nội. Đấy, anh em cộng đăng ký Hà Nội lên nữa thì nó phải thành 27. 3 triệu mà, 3 triệu rưỡi luôn. Thế bây giờ anh em mua có 15 triệu, hàng nó vẫn là nguyên bản từ các cái tay phanh này, anh em cùi này, tất cả đều của xe, pha sơn rất là đẹp, tem zin. Rồi. Tiếp theo anh em nhá, một chiếc SH. Con này cũng lên ấy rồi, cũng là sport rồi. 2022 anh em ạ, 125. Cái này bản 2022. Like mấy lần nhớ rồi gì nữa. Câu nói tứ kiểu sinh tài. Kiểu sinh ok tài. Anh Thiên Minh, thực ra nó là đấy là dành cho anh em không quan trọng. Đấy còn anh đúng em rồi, quan trọng nói một cách hài hòa để anh em mình nếu mà thật sự anh em mà có quan tâm thì cũng không cần chọn, vẫn còn xe khác. Vâng. Anh Thiên Minh chia sẻ bài giúp em phát nha anh nhá. Anh chỉ cần nấn một phát nút chia sẻ. Đấy, thì thoảng anh em mình lên giao lưu gặp nhau. Gặp nhau phát nó phải cười, phải vui đúng không ạ? 125 em... tháng 3 2022, mua đã 71 năm rồi. 8.000 cây. Theo như ý kiến của sếp là cộng triệu, 1 triệu cộng 1 triệu 72 năm. Đấy, em vẫn nhớ chiếc này hai khóa đầy đủ, xe đẹp, xe chất, 71 năm cộng 1 triệu cho anh em có nhu cầu. Để tiếp theo sếp Hoàng Kiên sẽ trực tiếp vào để giao lưu với anh em mua chiếc. Ok, chào rồi. Anh em nhé. Đây là Xuân lại, lại tiếp tục anh em gặp nhau đây. Đừng thả tim liên tục chia sẻ. Rồi chào anh em. Tìm thì tìm mọi người nhá. Đây là cuối tuần ra cơ quan hết giờ ra giao lưu với anh Kiên một chiếc xe. Rồi. Em nó đăng ký năm 2001, đầu máy 818. Ông loại em chỉ đúng thả rồi, đúng tim biển. Thôi sao không thả tim đâu mẹ. Chia sẻ comment cho anh em trao trao đổi tim làm gì. Đã giải quyết vấn đề tim anh này. Thì là mập hết cả xe. Đúng rồi, đúng biển. Con xe này đầu máy 819 mình có đi thử rồi, con này 819. Phải dán lại côn. Nó lá côn nó hơi yếu thì về Kiên máy thì chất luôn. Đấy. Đấy qua lúc anh em thì thầm một xuân mình đi thử thôi. Đầu bò rất là đẹp luôn nhá. Đầu bò cực đẹp luôn. Xe là mộc hết đấy. Rồi. Mọi thứ là zin theo xe. Máy chạm rồi nhá, đầu máy 819. Máy chạm như nó là máy chạm chất nhá, chạm nhẹ nhá. Đầu máy rất đẹp luôn. Em loại. Đợi cái em nó hoàn toàn là vằn mấy lần cho lướt về. Đây, cho anh em xem bình xăng. Rồi. Có đẹp luôn, yên zin, bình xăng đẹp, lườn nóc đẹp. Không bị vỡ lứt gì cả. Giờ cũng sạch xe, gầm bệ thì em nó vừa lót sơn lót. Gầm thì gầm, chủ nhân ta sơn chống rỉ nhá, không bị làm sao cả. Chỉ sơn chống rỉ cho nó đảm bảo. Không bị khô rồi. Thì cũng muốn sơn cho nó đẹp. Rồi. Biển L. Biển L, đúng rồi, đúng biển. Rồi. Anh em cứ thế để đi. Ừ. Sang tên thì tên mình luôn. Ừ. Còn không thì cứ để đi cho nó đúng chất của xe Vinh Thái mộc. Ừ. Thì chỗ cũng là báo giá với anh Kiên rồi. Còn có lên xuống để anh Kiên là 17.600.000. Để anh Kiên về làm lá côn rồi để bán tiếp cho anh em. Nó chỉ bị lá côn một tí thôi là anh Kiên có thợ anh xử lý là rất là ngon, là đi được. Được chất luôn. Được cái là ông em nó. Bởi vì là nó mộc hết toàn xe nhá.
mọi thứ là đều zin theo xe, từ tăm nan bánh bánh, mỗi tội lá côn là hơi kém thì thôi anh Kiên về cho đi thử rồi mình đi thử mình cho biết. Nhân viên bên đấy là họ làm là anh em sau là không phải phải làm gì nữa, xăm lốp đẹp đấy. Ông này ông vẫn là cái che giấu tội phạm ấy, mình mãi mình mới tìm ra tội phạm. Vậy là nếu mà để vào ra che giấu tội phạm thì không thể che được công an được. Bác Kiên đi là một công an giỏi rồi, ra con xe nào như nào là bác kia bắt bệnh được ngay, cho nên là không thể nói dối được. Thế nên bác bảo là côn kém thì thôi để cho bác xử lý một tí thì là để cho bác, để bác cho nhân viên xử lý côn cho mọi người thôi. Như ông phạm tội thì bao giờ ông ấy che giấu tốt lắm. Bởi vì là con này chỉ bị lỗi một tí côn thôi nhá, còn đầu bò rất đẹp luôn mà hơi rất căng khỏe. Đầu máy là 819 ạ. Anh em thôi nói chung là giúp kinh nghiệm đằng sau là anh em phải giữ gọn nghe. Đấy. Tất cả mọi thứ đều zin nhá, từ tay lắm này, từ củ đuyền này, không bị pha sức gì cả đấy. Trình bày trình bày. Tên em nó là loại trình bày. Bảo với anh em là như thế. Được cái em nó rất có duyên là con xe nào bán toàn tiền cũng trôi. Cũng trôi, chỉ được long bữa nửa tháng là nó ít nhất chậm nhất một tuần không thì chỉ vài hôm là lên đường. Đấy là nhận không bao tát là nhận có duyên với nhau nữa, nên là hợp nhau. Cái chính là hợp nhau và chất lượng của xe. Cũng mắng suốt đấy. Vâng, okay. Là em đây kia. Chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người có một buổi tối thứ bảy chúng ta vui vẻ với gia đình. Chốt cho anh kia là 17.600.000. 17.600.000. Ok. Anh em vào với tôi bán cho anh. Một vòng đấy, anh em quay vòng. Máy chạm mà nhá, được cái xe nó rắn giỏi đấy. Mình kiểm tra một chiếc xe nó đây, đầu bò rất đẹp nhá. Đầu bò đấy. Ốc áp tất cả chế chủng nó zin đấy nhá. Lốc máy chưa bán lại này. Được cái tem mát rất đẹp đều. 17.600.000 anh em một vòng lại một lần nữa. Gương này em ông tặng đôi gương. Con xe này có một điểm yếu là ga lên nhá, đi là nó chưa bắt côn lắm. Thế con xe này nếu anh em có nhu cầu làm thì bên mình chắc là nói chung mình phải làm. Về bên mình mai sẽ chỉ đạo anh em làm. Được rồi. Mai cho làm con xe này làm lại côn cho anh. Bây giờ không nhớ đâu, bây giờ anh nhắc bắt không lại nhớ côn. Đâu. Không. Ghi vào đây bắt lại làm dán lại côn. Lấy giấy mình. Ghi giấy anh. Dán lại côn. Còn nó không dán chết. Anh em lấy con xe này à? Ông anh em 3 triệu nhá. Chương trình đấy. Chưa có bao dọn đâu anh em, làm độ bộ côn thì chắc chỉ 3 dán lại côn đúng không anh? Dán lại côn hoặc thay ba búa này anh em ạ, bởi vì nó từ năm 98 này nhỉ. Cảm giác nó hơi xoa một tí, cảm giác nó mất cảm giác đi nó chưa bốc. Đấy cho nên anh em đấy. Ôi lại tiếp tục con xe kia. Con chiếc này có cái hay. Ừ con xe này. Cái mình cho lên sóng luôn. Không của em. Được cái xe loại thì hầu như bán được hết đấy. Có một chiếc WS anh em ạ, hàng cũng là hàng 2010 người nhà. Nhưng mà lúc trước còn, xe của bác cái gì lúc trước vẫn còn. Anh em này lấy con SH1. Oppo. Chơi Oppo. Bác của bác luôn. Rồi của bác. Người nhà của bác Hòa. Người bác Hòa đang hỏi để sếp lấy. Được cái là xe đẹp mình xem rồi, máy zin, sơn zin, lốp trước còn. Dạ, Thị Thanh. 1951. Số 11 ngõ 147 đường Cấn Ba Đình Hà Nội. Đang nổ 14110. Anh em nhé, 1410. Lốp còn zin theo xe. Lốp trước còn zin. 3 vạn cây. Xe này xe của một bác công chức nhà nước ấy. Đây đăng ký thì chưa bị vi phạm, công an chưa bắt lần nào nhá. Có đi ra đường đâu mà bắt. Đây các bác lớn tuổi cẩn thận. Xe người nhà đấy, người nhà của Hòa Đại Nhân đấy nhá. 3 triệu. Hòa Đại Nhân nhá. Này vào giá 7 triệu. À 7 rưỡi à. Ok con này mua là mới chạy 3 vạn nhá, 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Đẹp chất. Ngọt. Cũng là chỗ người nhà nhưng mà được cái xe đẹp, thật sự là nó cũng đẹp. Đấy. Là hương. Xe này rửa dọn lên thì nó sẽ đáng dành cho những anh em nào có thích cái tầm quay 2010. Cái đời cổ này quá ngon luôn. Rất hợp lý. Kim bỏ chốt này nha này, nhìn cái kim. Xe chính chủ, một chủ dầu này này. Chủ xe là sướng. Trời ơi. Hợp lý. Tạ Thị Thanh sinh năm 1951. Vỏ yên còn bọc lại, đằng sau còn nữa. Cái này nơi đây. Bao nhiêu cổ bộ nhá. Đây này. Đấy. 7 triệu rưỡi. Đẹp nhỉ. Cộng với nhau 1 triệu 7 nhá. Anh em nào có nhu cầu thì nói chung là nó là hợp thì nhập ý đấy. Đi rằng thế thôi nhưng mà xe này ai mà đi thì biết 10 năm sau không hỏng. Nó quá chất chất trong vèo. 3 vạn cây nhá. Dòng này nó phải 9 vạn cây mới hỏng. 9 vạn cây.
90 tuổi cụ mới ốm, còn mấy có 30 tuổi nó đang rất là khỏe. Ok. Vào bên đây đi. 7 triệu rưỡi. Thôi để nhường sân cho Dung chắc là xong xong chưa? Đây, nốt nốt chiếc Ok, sếp 1SH biển 90, con đèn LED 2 tầng. Cũng phải nhờ sếp trực tiếp vào xe này để đưa cái giá làm sao cho anh em đến gần với anh em nhất. Hàng của 2017 các anh em nhá. Càng đây, vẫn còn. Nan đồ đây. Nan. Anh em cẩn thận loại. Ok anh gà ơi, mình với loại vẫn mua bán bình thường nhá. Anh em mình hầu như không làm làm hàng làm mộ đâu, mua bán thì bình thường rõ ràng. Tất cả những khách hàng nào đã mua xe của mình với loại là chắc biết rồi. Thế tất nhiên là anh em đi rất là ngon, không vấn đề gì đâu cả đâu. Mình mua bán công khai rõ ràng, các cụ là thật thà là ma quỷ quái. Nói chung mua bán thì rõ ràng, anh em nào vào miếng thì mua, không vấn đề gì cả đâu. 125. Mình làm thật còn chả ăn hết, ăn chả tiêu hết tiền thì làm ra gian dối làm gì. Con này là 125/2017 biển 90 Hà rồi. Nam, hàng là coi dọn dẹp ngon lành, đèn led 2 tầng, hai khóa đầy đủ cho anh em. Anh em cứ làm ăn thật thà còn chả tiêu hết tiền, làm gian là mình cứ cho làm gian chả làm. Anh em phải biết đấy, mình cứ làm thật thì thà hay sao. Mua bán rõ ràng, ông ăn bao nhiêu lãi bao nhiêu nói thật. Anh em nào nghe thôi. 125 con này mua rồi. Hơi cao, con này mua giảm hơi cao, anh giảm xuống 2 triệu giảm. Đây đúng rồi. Để xếp trực tiếp like để đưa cái giá hợp lý nhất để cho mua anh em nào có nhu cầu. 57.600 anh em nhá, cộng cho anh em 2 triệu. Giảm 3 triệu. 90B2 này. 62.567.000 trừ đi 5 triệu. Đinh Gia Long. Kim bảng. Chủ xe là Đinh Gia Long ấy, tưởng Đinh Gia Long 92 xóm 5 Thi Sơn Kim bảng. 57.600 nhá, máy chất nha anh em nhá, đời 2007. 17. Cộng 2 triệu. Con xe này cũng mình cũng lai một vài lần. Một vài lần, đúng rồi. Nhất anh em rất là thích. Chắc là xong nhiều đúng không? Đúng rồi. 17.600. Ngô Lợi này mấy em bảo là tôi với ông tôi với ông làm hàng ấy. Lợi này em nói là dân chơi xe nhá, anh em nói thật đam mê, vừa mình vừa đam mê xe vừa đam mê đồng hồ và kính. Anh hồ của mình khoảng tầm có 200 cái ở tủ. Lúc nào mua đi ra bán lại như chỉ là đam mê và chơi. Đam mê xe cũng vậy, chỉ là chơi thôi. Thì bảo giao lưu với anh Kiên để học hỏi về nhiều cái kinh doanh, cách kinh doanh của anh Kiên. Anh nhiều luôn. Hay mình câu trả lời chất. Với là thế hệ trẻ hơn anh nên là muốn học hỏi anh rất nhiều điều. Mặc dù ra đây bán xe có cái lỗ cái lãi nhưng mà học được nhiều điều của mọi người, học được nhiều điều của anh Kiên, giao lưu với cái niềm vui. Chứ mình không phải là dân buôn xe, nghề của mình là nghề khác. Cho hỏi ấy, anh em mình mua bán có rõ ràng không? Có anh bao giờ? Mình với anh kia là mua bán rất rõ ràng, minh bạch, công khai. Chứ không phải là có một cái gì đấy là bảo là bài vở gì cả. Mình có xe, mình đến bán anh Kiên xem, hợp lý giá mua và bán cho mọi người tiếp theo. Những cái xe mình chọn là đều là xe, cái nhất là máy móc, cái hai về an ninh chuẩn và biển toàn biển thành phố thôi. Chứ không, mình cũng không hay mua biển tỉnh lắm. Toàn gặp biển Hà Nội mua vì mình sống và làm việc tại Hà Nội nên mình lại rất thích mua biển Hà Nội. Hoặc là ngoại thành của Hà Nội, vẫn là Hà Nội. Để cho anh em Hà Nội rồi em ấy đầy xe phải trả về. Nó đi lại nó dễ thuận tiện hơn. Chứ mua xe ngoại tỉnh thì nhiều khi mình cũng ngại đi lại. Cho nên mình cứ chơi ngoại tỉnh cho nó. Em nó là một dân chơi xe mà rất là sâu đấy. Em nó có biết. Vừa rồi mình là cũng ra dần cho một số xe vì là mình vừa rồi mua thêm một căn nhà nữa. Mình muốn sửa sang các thứ để mình cho thuê. Cho thuê dòng tiền. Còn nhà mình ở 54 Hương Thượng Hà Nội, mình mua thêm một cái đối diện nữa. Của cũng ở cái dãy đấy gần đấy để tiện là vừa ở vừa quản lý mọi người ấy luôn. Sang năm tới này là mình với gia đình cùng sang đây thì đợi cháu học xong. Cháu nó sang đây thì là bước vào năm học mới thì là học ở bên thủ đô thì là cả gia đình cùng sang. Bây giờ cháu đang học ở bên ngoại thành. Ông giỏi là ông học tốt. Đang giải ông đang đọc sách cha giàu cha nghèo đấy. Tài sản là tiêu sản, ông cứ mua nhà. Nhưng chính thức là nhà trong phố rồi đã lên giá. Vâng, ngày trước là mình mua là 80 triệu nhưng bây giờ khoảng rơi vào tầm độ 90 triệu. Chính thức đất Hà Nội thì là trong phố đã lên giá. Bây giờ vì mình muốn trong ngõ ở thành phố thì nó có nhiều mức giá và nhiều mức khu vực khác nhau. Đất Hà Nội kể cả là đất ở trong Hà Nội như mình mua có 80 triệu người đấy nhưng bây giờ bán 90 triệu nhưng mà nếu mà 90 triệu để về Đông Anh mà mua mặt đường đẹp thì cũng không thể mua nổi. Đông Anh còn 250-300 một miếng cũng có, 50-60 triệu cũng có. Bản thân trong nếu mà mua ở tại địa phương mình, thị trấn như mình khu ở bên trong tổ 18-19 là toàn 50-70 triệu một mét rồi.
chứ không cứ bảo là đất không bán được đâu. Không bán được nhưng mà thật sự rất đắt, bởi vì là rất đắt vẫn bây giờ Hà Nội và ngoại thành Hà Nội là nó giao lưu giao thương rất là tốt, rất là tốt, là mọi người người ta đổ xô về Hà Nội làm việc là người ta đều muốn mua ở Hà Nội và ngoại thành Hà Nội. Ngoại thành thì nó sẽ trong sạch hơn, nó yên tĩnh hơn. Đấy, còn nội thành thì cái là nó tiện trong công việc nhưng mà nó hơi chật chội, hơi gọn gàng. Nhưng mà mấy khi ai bán ở Hà Nội về okay, mua đông, toàn người ở ấy mua Hà Nội mặc dù rất chật nhưng mà chật nó có cái vui của chật. Đông vui. Các khu chung cư mini hiện đại Hà Nội giờ, các khu chung cư mini tầm khoảng 15 đến 20 tỷ, 25 tỷ. Quá cháy luôn, các đại gia các tỉnh đầu tư dòng tiền là chung cư mini, còn chung cư giờ dành cho người lao động thì khoảng tầm 2-3 tỷ. Trả góp 1 tỷ, chứ, 1 tỷ. Chung cư ấy thôi, còn tầm người ta mua lớn, mua các mảnh bè lớn này và các anh lớn. Nhiều người nhiều tiền thì là người ta sẽ mua to, còn người bình dân cán bộ công chức thì mua cái độ căn độ 2 tỷ, hơn tỷ là vừa đủ sống cho gia đình với hai người con. Các nơi thì cứ nói là giá nhà cửa rẻ. Thực sự đất Hà Nội đang rất đắt. Trong phố này giờ đang nhức lên chính thức tăng năm nay, bắt đầu mình cuối năm nay mình thấy lên 20%. Kinh khủng luôn. Nói chung em cũng có lãi rồi. Chúc mừng em nha. Nói chung là em cũng đến lúc đất rẻ nhất em mua, nhưng bây giờ nó đang nhức đấy. Nói chung từ lúc giờ lúc đến rẻ là mình mua, còn lúc đắt là mình không bán nữa mà mình để mình coi là đầu tư về xây nhà ở chứ không cải tạo chứ không bán không mua nữa. Vì đó thôi, có tiền có thế thì cứ thế thôi, còn mua đất cứ để đấy cũng đấy đó, thôi cứ mua nhà. Phương án của mình là mua nhà cho thân đa ra tiền. Thế xong. Ai thì cũng có lúc lên lúc xuống thì là chẳng biết làm sao một lần. Ông mua nhà thì là cứ mua nhà, sửa nhà xong treo biển là có sinh viên đến thuê là có tiền. Ông tài rẻ là có tiền đã. Ông khôn thế nhưng kiếm đâu 1-2 tỷ mới là khó. Kiếm đâu bây giờ mới khó. Nhưng mà cái đấy là chỉ có năng động làm là khác có. Câu chuyện cứ nhặt đúng không? Cứ gọi là như mình đấy. Lăng nhặt chặt bị rồi chỉ có làm ăn rồi là mình cũng không có gì sai pháp luật là được. Đúng rồi. Mình cứ phải yêu quê hương, yêu đất nước. Nói chung là Việt Nam mình quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời. Ok, thế mấy anh em mình cũng cảm ơn tất cả anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ với gia đình. Mình với là cuối tuần thì mình cũng về bên nhà bên Đông Anh. Chứ mình cũng không ở lại, cuối tuần hầu như là mình về. Nhớ cũng nào bế anh Bao Ngô nhá, vừa rồi là câu chuyện tình Lan và Điệp vừa có Bao Ngô rồi. Ngô ở bên Đông Anh thì lúc nào cũng có, mùa nào cũng có, bởi vì là họ sẽ... Đông Anh người ta trồng ngô là một phần, nhưng một phần là người ta lấy cái điểm Đông Anh để người ta giao thương. Có thể là từ Hưng Yên, từ Hải Dương, từ Bắc Giang người ta đưa ra, người ta đưa ô tô 5 tạ 1 tấn ấy, người ta đi giao khắp cái khu cái đường quãng đường của Đông Anh đấy. Nói chung là rất ngọt vừa vẻ xong người ta bán cho người Đông Anh và người Đông Anh lại tiếp tục bán cho những người quê hương, người các nơi. Đấy người ta lấy cái điểm Đông Anh là giao thương chứ không phải là Đông Anh hoàn toàn trồng được hết ngô đâu. Đang cứ bảo ngô ở Đông Anh nhưng mà chỉ có một phần thôi, một phần là người ta cũng phải giao thương mà. Ở chỗ khác. Anh đang ở Tổng thống Mỹ sang Việt Nam mình tặng cho biếu mấy bắp ngô để anh em lên ngồi trên con Cadillac ngồi cho gặm cho nó đỡ buồn. Ngô ở đâu thì ngô như là vẫn là ngô của quê hương Việt Nam mình. Ăn sáng, ăn sáng. Ở đâu cũng có một vùng miền khác nhau nhưng tóm lại là vẫn là ngô của quê hương mình chứ không phải là ngô ở đâu cả. Ngô ở tại Việt Nam, họ nhân giống thì họ nhân giống các nơi họ. Rất đông anh em đang xem. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn biết ơn anh em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.